Bên cạnh đặc sản địa phương, một trong những loại nông sản thế mạnh của Việt Nam với tổng khối lượng xuất khẩu năm 2017 khoảng 1,3 triệu tấn là cà phê, cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng trong dịp Tết. Năm nay, ngoài những hộp cà phê làm quà tặng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Huyền Thoại Việt còn giới thiệu đến người tiêu dùng một số giỏ quà Tết cà phê chồn có nhiều mẫu mã bắt mắt và chất lượng. Sản phẩm tiêu biểu của Huyền Thoại Việt năm nay nó rất là đặc trưng, đặc biệt bởi là sản phẩm của Huyền Thoại Việt là làm ra từ cà phê chồn. Huyền Thoại Việt đóng hàng từ những giỏ cà phê chồn, những hộp cà phê chồn đủ các chủng loại, mẫu mã khác nhau. Cà phê chồn được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu chăm sóc đến khi thành phẩm, lại được đầu tư kỹ càng trong thiết kế bao bì như thế này. Dự báo sẽ là một trong những món quà Tết ý nghĩa để gửi đến người thân, bạn bè trong mùa Tết năm nay.